Lee Jung Jae, quý ông cực phẩm cùng chuyện tình với vợ cũ Thái tử Samsung Im Se-jung. Lee Jung Jae ra mắt vào năm 1993 với vai trò người mẫu và dấn thân vào con đường diễn xuất không lâu sau đó với Dinosaur Teacher. Tác phẩm đầu tay đã đưa Lee Jung Jae một bước thành danh. Không chỉ có được sự nghiệp thành công, Lee Jung Jae còn có đời tư gây chấn động showbiz khi hẹn hò nữ đại gia có gia thế cực khủng Im Se-jung, con gái chủ tịch tập đoàn Daesan, vợ cũ Thái tử Samsung Lee Jae-yong. Cuộc sống kín đáo trước khi bắt đầu trở thành người nổi tiếng. Lee Jung Jae sinh vào tháng 3 năm 1973 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Anh theo học trường đại học Dongwood và tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Nam tài tử chưa từng có suy nghĩ sẽ dấn thân vào làng giải trí cho đến khi cuộc gặp gỡ định mệnh với nhà thiết kế nổi tiếng Ha Yong-soo vào năm 1993 đã hoàn toàn làm thay đổi suy nghĩ của anh. Nhà thiết kế Ha sau khi tìm đến quán cà phê nơi Jung Jae làm việc tại Apgujeong đã phát hiện tiềm năng phát triển của chàng trai trẻ nên đã thuyết phục anh trở thành người mẫu và nhận được lời đồng ý ngay sau đó. Ban đầu anh đã nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc thử sức ngắn ngủi, nhưng sau đó nam diễn viên nhận ra đây chính là công việc mà bản thân thực sự yêu thích. Cũng chính từ tình yêu này đã giúp anh bén duyên với màn ảnh xứ sở kim chi. Vụt sáng sau một đêm, đến sự nghiệp đầy thăng hoa của Lee Jung Jae. Có thể nói cái tên Lee Jung Jae đã gây nên tiếng vang lớn trên màn ảnh Hàn Quốc vào những năm đầu thập niên 90 khi liên tục gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ chỉ trong vài năm mới vào nghề. Bộ phim Dinosaur Teacher chính thức đánh dấu sự ra mắt của tân binh Lee Jung Jae, sự quy tụ của dàn diễn viên nổi tiếng như Lee Kyung-yong, Hee Yong-jun Park cùng kịch bản mới lạ về chủ đề học đường đã tạo nên thành công rực rỡ cho tác phẩm. Nó đã thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên và trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám nhất tại thời điểm đó. Sự bùng nổ của tác phẩm đã đưa tên tuổi của Lee Jung Jae vụt sáng trong một đêm, trở thành một ngôi sao mới đầy triển vọng ở làng điện ảnh xứ sở kim chi. Sau thành công của Dinosaur Teacher, nam diễn viên ra mắt công chúng trên màn ảnh rộng với The Young Man của đạo diễn Bae Chan-ho và đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho sự thể hiện hoàn hảo ngoài mong đợi. Với sức ảnh hưởng lớn từ hai tác phẩm đầu tay, Lee Jung Jae đã nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả cũng như sự tin tưởng để chọn mặt gửi vàng của những đạo diễn nổi tiếng. Để giữ vững vị thế của mình trong lòng khán giả, nam diễn viên tiếp tục thử sức với vai diễn chính trong bộ phim Cảm Xúc và đây được coi là dấu ấn đặc biệt cho sự phát triển trong con đường nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của Lee Jung Jae sau này. Đây được xem là vai diễn tạo được tiếng vang cho tên tuổi của Lee Jung Jae và đem đến cho anh giải thưởng danh giá là nam diễn viên mới xuất sắc nhất khi chỉ mới ra mắt công chúng được một năm. Năm 1995, anh đảm nhận vai phụ trong bộ phim Quốc dân Đồng Hồ Cát và tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình cho diễn xuất lôi cuốn và sâu sắc của mình. Tác phẩm cũng trở thành một trong những bộ phim có lượt xem cao nhất cả nước với con số ấn tượng hơn 50%. Sự bùng nổ này đã góp phần làm tăng độ nhận diện của nam diễn viên họ Lee đối với công chúng, nâng tầm tên tuổi của anh không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên khắp các nước châu Á. Có thể nói sự tin tưởng của nhà thiết kế Ha Yong-soo khi dẫn dắt anh vào con đường nghệ thuật đã được minh chứng vào những năm cuối thập niên 90 cho đến đầu thế kỷ 21, cái tên Lee Jung Jae đã thăng hoa nhanh chóng và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Không ngủ quên trên chiến thắng, anh tiếp tục gây tiếng vang lớn với bộ phim An Affair vào năm 1998 và đóng cặp cùng nữ minh tinh Lee Min-suk. Lee Jung Jae đã có những bước đột phá trong diễn xuất khi thể hiện một cách tinh tế và sâu sắc nội tâm phức tạp của nhân vật khi phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu đích thực lẫn trách nhiệm với gia đình. Nam diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế của ngôi sao hàng đầu làn sóng Hallyu trong siêu phẩm điện ảnh City of the Rising vào năm 1999 với sự tham gia của những gương mặt gạo cội như Jung Woo-sung, Han Go-eun. Bộ phim đã đem lại hàng loạt giải thưởng danh giá cho Lee Jung Jae. Sau lần hợp tác trong City of the Rising Sun, anh và bạn diễn Jung Woo-sung đã trở thành đôi bạn thân chí cốt nổi tiếng của giới giải trí Hàn Quốc và tình bạn đáng ngưỡng mộ của họ vẫn luôn là chủ đề nóng trên mọi diễn đàn. Sự chứng lại và sự tái sinh mạnh mẽ trên màn ảnh. Sau những bước đột phá cùng các bom tấn tại rạp phim, nam tài tử được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây tiếng vang trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, xếp hạng và tỷ suất người xem của hai tác phẩm truyền hình có sự tham gia của nam diễn viên là NCT và Triple vào năm 2007 đều không khả quan. Năm 2008, anh trở lại màn ảnh rộng với hai bộ phim hài hành động của trang The Accidental Gangster and The Mistaken Courtesan. Với vai diễn này, anh muốn thử thách bản thân với hình tượng nhân vật mới lạ mang đến sự hài hước pha lẫn kịch tính. Những tác phẩm Lee Jung Jae tham gia vào thời điểm này không đạt được nhiều kỳ vọng như thời gian trước đó. Mặc dù sự nghiệp có dấu hiệu chững lại, song diễn xuất của nam diễn viên vẫn luôn nhận được những lời tán thưởng từ giới phê bình và khán giả.
anh đã có màn trở lại đầy bứt phá và mạnh mẽ vào năm 2010 với bộ phim kinh dị Người Hầu Gái, vinh dự được chiếu tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim quốc tế Toronto. Bộ phim được coi là bước chuyển mình lớn của nam diễn viên, khi không chỉ mang lại cho anh giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại tuần lễ đạo diễn Fantasporto, mà còn giúp nam tài tử khẳng định được tài năng và sức ảnh hưởng của mình trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Để tiếp tục củng cố vị thế của bản thân, Lee Jun-jae tham gia vào đội quân siêu trộm. Bộ phim hài hành động quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Jun Ji-hyun, Kim So-hoon, Kim Hae-suk. Bộ phim đã trở thành bom tấn khi sở hữu doanh thu cao thứ 8 mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời nhận được giải thưởng phim hay nhất tại Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc lần thứ 20. Xuất sắc bén và bùng nổ của nam diễn viên. Trong những phân cảnh hành động, hài hước cũng nhận được nhiều lời khen từ giới mộ địa và truyền thông. Thành công nối tiếp thành công, nam diễn viên đã có sự trở lại ngoạn mục với vai diễn cảnh sát chìm trong tổ chức tội phạm với thế giới mới, hợp tác với nữ diễn viên Song Ji-hyo. Vai diễn Lee Ja-sung được đánh giá là một vai diễn khá nặng nô với các cảnh quay hành động cùng tình tiết trinh thám đòi hỏi một lối diễn linh hoạt và sắc bén. Với Lee Jun-jae, đó có thể xem là một trong những thế mạnh khi bằng kinh nghiệm đã tích lũy suốt 20 năm đóng phim đã giúp anh thể hiện trọn vẹn và xuất sắc vai diễn của mình. Năm 2013, nam diễn viên tham gia phim cổ trang Thuật Xem Tướng với sự quy tụ của các diễn viên nổi tiếng như Song Kang-ho, Baek Yoon-seo, Lee Yeon-suk, Kim Hee-soo. Năm 2015, nam tài tử họ Lee tái hợp với nữ diễn viên Jun Hee-un qua bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Choi Dong-hoon là Sứ Mệnh Truy Sát. Năm 2020, nam tài tử đã tái xuất trong Ác Quỷ Đối Đầu cùng nhiều gương mặt gạo cội khác như Hwang Jung-min, Park Soo-min. Bộ phim đã nhanh chóng thu về doanh thu 14,9 triệu đô chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày đầu công chiếu tại Hàn Quốc, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong mùa dịch tại Hàn. Năm 2020 cũng được ghi nhận là bùng nổ với sự nghiệp của Lee Jun-jae khi anh sẽ thử sức ở vai trò đạo diễn với tác phẩm Đầu Tay Săn Lùng. Đặc biệt hơn hết khi bộ phim sẽ có sự tham gia của Sung Woo-sung, người bạn thân trong nghề lâu năm của anh. Năm 2021, Lee Jun-jae còn gây bất ngờ hơn khi thông báo sẽ tham gia vào tác phẩm Bộ Đôi Công Lý cùng với hai diễn viên nổi tiếng khác là Jung Woo-sung và Won Sang-woo. Thông tin xác nhận đã tạo nên sự kỳ vọng đối với công chúng khi được chứng kiến ba tài tử cùng xuất hiện trên một màn ảnh. Mối tình thầm lặng bên lề của nam tài tử. Dù tuổi nghề đã gần 30 năm, song cuộc sống nam diễn viên vẫn khá lặng lẽ, ít vướng phải những tin đồn bên lề. Thông tin về đời sống cá nhân được giới truyền thông Hàn Quốc quan tâm và đưa tin nhiều nhất đó là chuyện tình của nam diễn viên cùng vợ cũ của thái tử Samsung Im Se-jung. Lee Jun-jae và Im Se-jung đã nhiều lần bị bắt gặp đi chung với nhau, đặc biệt khi cô từng dọa kiện tờ báo Dispatch vì đưa tin cả hai hẹn hò lúc cô chưa ly hôn với chồng cũ. Dù không lâu sau đó, cũng chính tờ báo này đã đăng hình cả hai đang đi du lịch Philippines. Nam diễn viên vẫn luôn bảo vệ đời tư của bạn gái khá kín đáo, hay Im Se-jung chưa từng nói bất kỳ điều gì về đời tư hay mối quan hệ của cả hai khi giới truyền thông phỏng vấn. Mối quan hệ của cả hai cũng từng dính vào lùm xùm về những vấn đề tài chính, song tình yêu tràn ngập hạnh phúc và viên mãn của họ đã xóa bỏ mọi nghi ngờ và tin đồn từ phía truyền thông. Cho đến thời điểm hiện tại, Lee Jun-jae vẫn luôn là một trong những cái tên bảo chứng phòng vé, sở hữu kho tàng điện ảnh đáng ngưỡng mộ và được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho các vai diễn nặng đô nhất.